rất mạnh nhưng điều chỉnh số 1 rất hay. Rất tốt của Thanh Thuận. Cú pha kết thúc tuyệt vời sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Chắc chắn Indonesia cũng đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam sau khi chúng ta vượt qua đối thủ Thái Lan. Trước khi trận chung kết của môn bóng chuyền nam diễn ra thì ở trận tranh huy chương của môn bóng chuyền nữ, các cô gái Indonesia đã đánh bại Philippines với tỷ số 3-1 để giành được tấm huy chương đồng. Điểm số là 3-3. Trong trận đấu ở vòng bảng gia đội, Indonesia đã đánh bại Việt Nam với tỷ số 3-1. Có lẽ đó là trận đấu mà cả đội đều không bung hết sức của mình. Họ còn có những tính toán có thể là giấu bài nhau. Thêm một tình huống kết thúc tốt của Dương Văn Tiền. Cầu thủ đã ghi đến 19 điểm trong cuộc đối đầu với Thái Lan ở bán kết. Đó là trận đấu mà Dương Văn Tiền cùng với Quả Trọng Nghĩa là những người đã ghi được những điểm số nhiều nhất. Cả hai cùng có 19 điểm. Một pha phạm lỗi của cầu thủ Indonesia. Điểm số được ghi cho đội tuyển Việt Nam. 5-3. Tiếng bật nhảy của cầu thủ Indonesia ở hàng sau đã mắc lỗi. Tiếp tục là quả phát bóng của Thanh Thuận. Phát bóng ra ngoài sân. Thanh Thuận đã ghi được 12 điểm ở trận đấu bán kết trước Indonesia. Trong trận đấu với Thái Lan tại bán kết thì huấn luyện Lưu Văn Ninh đã tung vào sân tổng cộng 13 trên tổng số 14 cầu thủ. Chỉ có Lâm Văn Xanh là không được vào sân. Cú bắn chắn tốt của Giang Đức nhưng rất tiếc là bóng đã đi ra ngoài sân. Một pha điều chỉnh số 1 không thật sự tốt của Quả Trọng Nghĩa. Điểm số đã được cân bằng 5-5. Tiếp tục là tình huống phá bóng của con át chủ bài Rivan, người đang chờ bóng tại Nhật Bản cho câu lạc bộ Nagano. Những pha phá bóng rất mạnh của Rivan. Tình huống vào đà không tốt của Cú Văn Hoàn. Và đã có thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Indonesia. Lại là tình huống kết thúc của Rivan. Chỉ có một mình Dương Văn Tiên nhảy lên bám chắn ở trong tình huống vừa rồi. 6-5 cho đội bạn. Việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng được coi là một thành công của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Chúng ta đặt ra mục tiêu đi đến trận đấu cuối cùng và bây giờ mục tiêu đó đã thành công. Vẫn còn rất mạnh mẽ nhưng Quả Trọng Nghĩa đã có pha phòng thủ hay. Cơ hội tấn công lại đến với Indonesia. Bóng ra ngoài sân nhưng có lẽ bóng đã chạm chắn của Việt Nam. Pha phối hợp chiến thuật đầy hiệu quả của cầu thủ Indonesia. Xuân Thành đã vào sân để thay cho vị trí chuyền hai của Giang Văn Đức. Trong cuộc đối đầu với Thái Lan, chúng ta liên tục có những sự thay đổi người rất kịp thời. Quả phá bóng thứ ba liên tiếp của Rivan. Bây giờ thì Rivan đã không công khi phá bóng ra ngoài sân. Chúng ta đã cắt điểm đúng lúc với tình huống phá bóng lỗi của đối thủ. Vẫn đang là một thế trận tương đối cân bằng. Khoảng cách chỉ là một điểm xích sao mà thôi. Và phá bóng tốt của Dương Văn Tiên. Bóng đã chạm tay chắn của Việt Nam. Mặc dù bóng đã nổi khá cao ở trong tình huống vừa rồi nhưng sau của Việt Nam đã không thể có một tình huống phòng thủ tốt. 8-6. Doni là người thực hiện quả phá bóng. Chủ một rất tốt. Vẫn còn.
Indonesia đang thể hiện một lối chơi đầy tốc độ. Rõ ràng họ được đánh giá nhìn hơn Việt Nam về mặt đẳng cấp. Ở nội dung bóng chuyền nam tại các kỳ SEA Games thì Indonesia và Thái Lan thay nhau giành vị trí cao nhất. Nếu chúng ta vượt qua Indo thì sẽ đối đầu với Thái Lan. Và ngược lại, ở kỳ SEA Games này chúng ta vượt qua Thái Lan thì vẫn còn một ngọn núi là Indonesia, đội bóng giàu thành tích nhất ở đấu trường SEA Games. Tiếp tục là tình huống đánh lỗi của Cú Văn Hoàn. Có lẽ Thái Hưng nên được vào sân vào lúc này. Khi đối đầu với một đội bóng đẳng cấp thì cần những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Đã có hai tình huống mà Cú Văn Hoàn thực hiện những pha kết thúc lỗi. Và bây giờ đội tuyển Việt Nam đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý, khi đối thủ đã vừa lên dẫn trước với cách biệt là 4 điểm. Indonesia nhập cuộc với một tốc độ rất cao, trong khi đó chúng ta chưa thể bắt nhịp tốt với trận đấu. Hy vọng những sự điều chỉnh nhanh nhạy của ban luyện sẽ giúp cho cầu thủ Việt Nam nhanh chóng lấy lại những điểm số. 4 điểm không phải là một cách biệt quá lớn, nhưng trước đối thủ đẳng cấp như Indonesia, đó thực sự là một khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam. Indonesia là một tập thể có những cá nhân xuất sắc. Họ cũng có nhiều cầu thủ kinh nghiệm dẫn dắt các cầu thủ trẻ, khác hoàn toàn với Thái Lan. Thái Lan có khá nhiều cầu thủ trẻ ở SEA Games năm nay. Họ chỉ có một mình Kisara là đầu tàu, còn lại hầu hết đều là những cầu thủ sinh năm 1999, 2000 và 2001. Một kỳ SEA Games thất bại của đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan, sau khi họ không thể giành được tấm huy chương đồng sau thất bại 2-3 trước Campuchia. Và đó rất có thể sẽ là bài học cho Thái Lan. Những pha phối hợp quá hay của cầu thủ Indonesia. Việt Nam vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc bám chắn. Chúng ta không kịp giáp chắn khi đối thủ thực hiện những tình huống chuyền bóng đầy tốc độ và biến ảo. Ở trong trận đấu lượt đi tại vòng bảng giao đội thì khác biệt lớn nhất nằm ở vị trí chuyền hai của Indonesia. Đội trưởng của Indonesia, cây chuyền hai Liza, luôn điều phối bóng rất tốt. Những pha chuyền bóng đầy biến ảo và giấu tay quanh khiến cho các cánh chắn của Việt Nam luôn bị mất phương hướng. Và những gì mà Liza đang thể hiện trong những diễn biến vừa qua cũng cho thấy điều đó. Lá phổi của Indonesia thực sự đang cho thấy được vai trò thủ lĩnh của mình trong những tình huống chuyền bóng rất tuyệt vời. Trong đó chúng ta đang khởi đầu rất chuệch choạc. Lại có thêm một điểm nữa cho Indonesia. Quốc Duy đã được vào sân. Sau khi vào sân thay Thầy Thuận ở trong trận đấu với Thái Lan, Quốc Duy đã chơi rất tốt. Và đó là trận đấu mà cầu thủ của Thầy Công đã ghi được 10 điểm. Phát bóng ra ngoài sân. 83. Thưa anh Tài Việt, liệu chúng ta còn cơ hội để có thể lội vào dòng thành công ở trong set đấu đầu tiên này hay không, khi mà Indonesia vẫn đang cho thấy được sức mạnh có phần vượt trội của họ trước đội tuyển Việt Nam? Vâng, về mặt tình cảm thì rõ ràng là chúng ta vẫn cứ hy vọng thôi, bởi đây cũng mới chỉ là những diễn biến đầu của set đấu thứ nhất. Nhưng về mặt thực tế thì rõ ràng là những gì Indonesia thể hiện đang cho thấy họ ở một đẳng cấp cao hơn so với chúng ta. Và những mũi tấn công, khả năng đạo diễn trận đấu của Nija, sự phối hợp ăn ý của mọi vị trí trên sân bên phía đội tuyển Indonesia đang giúp cho họ có được một thế trận có thể nói là vượt trội so với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cần có một tinh thần và sự ủng hộ. Đương nhiên điều đó đang có ở trên các khán đài của nhà thiếu Đại Yên rồi. Ở trong trận đấu vòng bảng thì đội tuyển Việt Nam cũng đã thất bại ở trong trận đấu thứ nhất với một khoảng cách tương đối là lớn, nhưng chúng ta đã chơi bùng nổ ở trong trận đấu thứ hai. Và đó là một trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam dù thất bại với tỷ số 1-3 nhưng cũng đã giành được nhiều tình cảm bởi một màn trình diễn, một sự cống hiến hết mình. Ở trong trận đấu này thì chắc chắn là những yếu tố mới vào sân cũng sẽ không thể tạo ra những điều bất ngờ như ở trận đấu gặp Thái Lan. Bởi dù sao thì
những Quốc Duy hay Phạm Thái Hưng có thể sắp tới sẽ vào sân cũng đã nằm trong tầm ngắm của đội tuyển Indonesia khi họ quan sát những cầu thủ này thi đấu. Và phát bóng của Quản Trọng Nghĩa. Khoảng cách bây giờ vẫn đang là 6 điểm. Chắn tốt. Điểm thứ 10 cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cứ vào cuộc với một tinh thần thoải mái đi. Rõ ràng là việc vào tới trận chung kết đã là một thành công và vượt qua được thành tích ở SEA Games lần trước rồi. Không còn quá nhiều áp lực nữa. Và phát bóng vào điểm của Quản Trọng Nghĩa. Điểm thứ 11. Và cùng xem lại pha phát bóng này. Rất khó. Trong ngày hôm nay có 3 trận đấu chung kết của các môn bóng. Đầu tiên là trận đấu mà chúng ta đang theo dõi, trận đấu chung kết bóng chuyền nam giữa Việt Nam và Indonesia. Và tiếp theo là 2 trận chung kết với các đối thủ Thái Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vào lúc 17 giờ. Và vào lúc 19 giờ sẽ là trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Tất cả những trận đấu này đều được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên hệ thống các kênh sóng và nền tảng nội dung số của đài VTC. Bây giờ thì khoảng cách được rút ngắn xuống còn 11-15. Bóng ra ngoài bao giờ? 16-11. Những pha kết thúc của Rivan luôn mang lại hiệu quả rất cao. Người sẽ thực hiện quả phát bóng là Farhan. Rất đáng tiếc. Tình huống chuyền lỗi của Xuân Thành. Trước đó thì đội tuyển Việt Nam đã có một tình huống chuyền một hay. Nhưng ở tình huống này thì Xuân Thành đã không có được một đường kiến tạo hợp lý. 17-11. Ở trong trận đấu gặp bán kết, trong trận đấu bán kết gặp đội tuyển Thái Lan thì chính tinh thần là một trong những yếu tố đã làm nên chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, đúng không anh Cần? Vâng, đó là một trận đấu mà chúng ta đã chơi với một tinh thần rực lửa. Mặc dù thua cách biệt với tỷ số 17-25 ở trong trận đấu đầu tiên trước Thái Lan, nhưng sau đó cầu thủ trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ đã có một màn lội vào dòng thành công. Một trận đấu căng như dây đàn và cầu thủ đã phải vắt kiệt sức lực của mình. Một chiến thắng đầy quả cảm dựa trên tinh thần mạnh mẽ và nỗ lực hết sức của cầu thủ. Hôm nay trong trận đấu chung kết với đối thủ rất mạnh là Indonesia, các nhà đương kim huy chương vàng của SEA Games, chúng ta chắc chắn cũng sẽ nhập cuộc với một tinh thần cực kỳ thoải mái và sẽ thi đấu hết mình mà thôi. Chuyền một tốt. Điểm được ghi cho đội tuyển Việt Nam sau pha xử lý của Quốc Duy. Cầu thủ người Trà Vinh. Pha bỏ nhỏ tương đối tốt của Quốc Duy khiến cho hàng sau của Indonesia không kịp phòng thủ tốt. 13-18. Vẫn đang là một cách biệt lớn nghiêng về Indonesia. Bây giờ Quốc Duy thực hiện quả phát bóng. Vẫn còn. Xin mời Thiên. Hàng trắng của Indonesia vẫn đang làm việc rất tốt. Rivan và Yoda đã bật nhảy rất cao để hóa giải và kết thúc vừa rồi của Dương Văn Tiên. Người thực hiện quả phát bóng là Rivan. Phát bóng không qua lưới. 14-19 cho Việt Nam.
Rivan sinh năm 1995. Anh đã có hai mùa giải chơi bóng ở Nhật Bản cho câu lạc bộ Nagano. Tới lượt cầu thủ của Việt Nam phát bóng hồng. 20-14. Chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Hai tình huống phạm lỗi liên tiếp của cầu thủ Indonesia, vừa rồi là lỗi của Doni. Cầu thủ đã ghi được 14 điểm trong cuộc đối đầu với Campuchia ở trận bán kết. Pha phá bóng khó của Cung Văn Hoàn. Với chiều cao lên đến 2m1, Cung Văn Hoàn có những tình huống đè bóng rất tốt. Và vừa rồi là Thái Hưng. 16-20. Thái Hưng là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia. Nhiều người cho rằng Thái Hưng chính là của để dành của huấn luyện viên Lý Hoàn Ninh khi ông tung Thái Hưng vào ở trong những thời khắc quan trọng trong cuộc đối đầu với Thái Lan. Và Thái Hưng đã tỏa sáng. Vẫn còn. Và kết thúc vừa rồi của Thái Hưng chưa thể ghi điểm. Rất mạnh mẽ. Nhưng bóng đã đi ra ngoài sân sau quả đập của Rivan. 17-20. Cách biệt đã được rút ngắn xuống còn 3 điểm. Các thủ Indonesia sử dụng quyền khiếu nại. Theo chúng tôi đó là tình huống mà bóng đã đi ra ngoài sân. Bóng đi ra ngoài sân khá nhiều và điểm được ghi cho đội tuyển Việt Nam. Cái biệt đã được rút ngắn xuống còn 3 điểm. Tiếp tục là tình huống pha bóng của Cú Văn Hoàn. Hy vọng Cú Văn Hoàn sẽ thực hiện một quả pha bóng khó để khiến cho chuyền một của đối phương choạch choạc. Vẫn là tình huống pha bóng rất khó của Cú Văn Hoàn. Rất mạnh mẽ. Cả hàng chắn và hàng thủ của Việt Nam đã hoàn toàn bất lực ở phòng này. Mặc dù có 3 tay chắn của Việt Nam nhảy lên, nhưng chúng ta không thể có được một tình huống bắn chắn hiệu quả. 21-17. Quả phát bóng của Yoda. Quả đập tốt của Quốc Duy. Xuân Thành mặc dù không có chiều cao tốt và khả năng bắn chắn như Giang Đức, nhưng khả năng chơi bóng chiến thuật của cầu thủ này được đánh giá nhìn hơn so với đàn anh. Xuân Thành chơi bóng giấu tay khá tốt khiến cho hàng chắn của Indonesia sẽ khó để có thể bắt bài. 18-21. Rất tiếc là Xuân Thành đã phá bóng ra ngoài sân. Đội trưởng Lisa thực hiện quả phá bóng cho Indonesia. Chuyền một tốt. Quả đập của Thái Hưng chưa thể ghi điểm. Đã có lỗi sai sân của cầu thủ Indonesia. Như vậy là Indonesia đã quyết định khiếu nại. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Rõ ràng là cầu thủ của Indonesia đã sang sân. Mặc dù chân của anh chưa sang phần sân của đội tuyển Việt Nam, nhưng tay của Rivan đã chống xuống mặt sàn. Nếu như tay của Rivan không chống xuống mặt sàn, nhiều khả năng anh sẽ khiếu nại thành công. Chúng ta cùng xem lại quyết định của trọng tài về pha bóng vừa rồi. Rõ ràng đã có tình huống sang sân của Rivan.
như vậy trọng tài sẽ cho đánh lại. Chỉ có mũi bàn chân của Rivan sang sân của Việt Nam thôi. Tay chạm sàn thì không vấn đề gì. Chỉ khi gót chân bị sang sân mới bị phạm lỗi. Điểm số vẫn là 22-18. Trước đó khi tình huống bóng chưa kết thúc, trọng tài đã cắt còi. Vì vậy pha này được đánh lại. Tiếp tục là quả pha bóng của đội trưởng Lisa. Pha điểm số 1 của Thái Hưng rất mạnh mẽ, rất tốt của Quảng Trọng Nghĩa. Một kỳ SEA Games chói sáng của Quảng Trọng Nghĩa. Anh là cầu thủ phải nói là không thể thay thế của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia tại SEA Games này. Tập trung luôn đấy. 19-22. Hy vọng quả phát bóng khó của Quảng Trọng Nghĩa. Rất tiếc là Trọng Nghĩa đã phá bóng ra ngoài sân. 23-19. Chiến thắng đang đến khá gần với cầu thủ Indonesia ở trong set đấu này. Đội tuyển Việt Nam đã quyết định xin dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Cách biệt đang là 4 điểm, rất khó khăn cho chúng ta ở trong trận đấu đầu tiên khi đối thủ vẫn đang cho thấy được đẳng cấp và sự bình tĩnh của mình trong trận đấu. Họ không bị mất tinh thần như các cầu thủ Thái Lan. Trong trận bán kết đã nhiều lần Thái Lan bị dao động tinh thần và họ có nhiều những pha xử lý bóng lỗi. Điều đó đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được cơ hội để lội ngược dòng sau khi đã để thua sâu ở trong trận đấu đầu tiên. Nhưng Indonesia thì khác, họ có những cầu thủ kinh nghiệm và đẳng cấp của họ cũng khác hoàn toàn so với Thái Lan. Rất tập trung. Thời khắc rất quan trọng của trận đấu. Số 1 tốt. Pha kết thúc rất hay của Quốc Duy. Cả hai cầu thủ thuận tay trái của Việt Nam là Quốc Duy và Quảng Trọng Nghĩa đều có một kỳ SEA Games rất tuyệt vời. Những pha tấn công của cả Quốc Duy và Quảng Trọng Nghĩa đều thường xuyên mang lại hiệu quả rất cao. Bây giờ là pha phá bóng của Phạm Thái Hưng. 20-23. Bóng sang luôn này, chú ý đây. Chụp một tốt. Cơ hội cho Việt Nam vẫn còn. Dương Văn Tiên không được. Có một sự lúng túng nhất định của các cầu thủ Việt Nam ở pha bóng vừa rồi. Dương Văn Tiên và Cú Văn Hoàn đã không hiểu ý nhau. Hai tư, 20, 4 cơ hội để Indonesia kết thúc trận đấu đầu tiên với một chiến thắng. Bây giờ là quả phá bóng của Nada. Phá bóng không qua lưới. 21-24. Kể cả có thất bại ở trong set này thì đây cũng được coi là một trận đấu tốt của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta không để thất bại cách biệt. Bây giờ là quả phá bóng của Quốc Duy. Rất mạnh. Vẫn còn. Dương Văn Tiên rất tay. Điểm bên kia cho đội tuyển Việt Nam. 22-24. Liệu chúng ta còn cơ hội ở trong set đấu đầu tiên này không, thưa huấn luyện viên Tam Điệp? Vâng, khoảng cách là 2 điểm. Indonesia đã có được điểm thứ 24, rất là khó khăn. Tuy nhiên khi mà set đấu chưa kết thúc thì có nghĩa là hy vọng vẫn còn. Với động lực bằng những điểm số liên tiếp vừa rồi ghi được thì chắc chắn là các cầu thủ Việt Nam đang có một tinh thần lên cao. Chúng ta cùng chờ đợi pha phát bóng tiếp theo của các cầu thủ Việt Nam. Một set đấu trước nhà đương kim vô địch và với một khoảng cách chỉ là 2 điểm như thế này được coi là một màn trình diễn tốt của các tuyển thủ của chúng ta.
Và phát bóng của Quốc Duy. Bóng leo lưới. Vẫn còn. Như vậy là không được rồi. 25-22, Indonesia đã có được điểm số quyết định. Trận đấu đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội bóng đương kim vô địch SEA Games. Đội tuyển Indonesia 25-22, khoảng cách là 3 điểm và chắc chắn là đây